Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm và trở lại với đọc bài làm về app nhạc. Thì trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết từ phía server, trả dữ liệu về cho phần tìm kiếm các bài hát. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ trở lại bên phần của server ha. Khi mình viết file á, thì mình sẽ update lên cho cái thư mục bên server. Ở đây mình sẽ tạo lại cho nó một cái file trước. Ở đây mình đặt tên luôn ha. Rồi, đặt là sạch mã hát. Và đuôi các bạn để lại cho nó định dạng là UTP. Sau đó các bạn mở lên. Rồi, thì trong đây các bạn cũng sử dụng ngôn ngữ UTP ha. Tạo ra cho nó cặp thẻ đóng ở bề mẫu UTP. Đầu tiên thì mình cũng cho nó kết nối require tới cái file connect.php để cho nó kết nối với phía của server. Thì khi mà người dùng gửi lên cái dữ liệu á, thì mình sẽ thực thi là mình sẽ đi tìm kiếm cái dữ liệu này và nó sẽ so sánh cái dữ liệu này có trong cái phần bài hát hay không. Nếu như có một từ khóa nào đó, nó trùng với dữ liệu trong bài hát thì nó sẽ lấy ra những cái khúc liên quan với cái từ khóa này. Rồi, ở đây mình sẽ cho nó trước một cái từ khóa, ví dụ như là cho nó cái biến đô la gọi là từ khóa đi. Ở đây mình sẽ xem thử. Rồi, thì khi mình so sánh á, thì mình sẽ so sánh với cái bản bài hát ha. Mình sẽ so sánh trong cái cột tên bài hát của cái bản bài hát này. Rồi, mình sẽ thử bài Em Gái Mưa đi. Em Gái Mưa. Rồi, ok. Ở đây mình sẽ thực hiện cho nó câu lệnh truy vấn, tạo ra cho nó một cái biến gọi là query. Mình sử dụng câu lệnh cho nó là select sound from, và nó sẽ truy vấn tới các bạn là bài hát. Ở đây mình sẽ cho nó một cái vị trí để cho nó truy vấn. Thì khi mà mình đẩy cái dữ liệu này lên để cho mình tìm kiếm trong cái cột bài hát á, thì mình sẽ cho cái dữ liệu này nó sẽ được format và dưới dạng là chữ viết thường ha, để cho nó dễ tìm kiếm hơn. Rồi mình cho cái bảng dữ liệu mình cũng format dưới dạng của chữ thường là lower, truyền vào tên cột là tên bài hát. Thì những cái dữ liệu trong phần tên bài hát này thì nó sẽ được viết thường ha. Rồi từ khóa đây mình cũng cho là viết thường ha. Ví dụ như chữ em ha. Ở đây mình gọi đến từ khóa là like để cho nó kiếm những cái từ liên quan tới cái từ khóa này. Ở đây mình sẽ cho nó một cặp nháy đơn, truyền vào cho nó là phần trăm d. Phần trăm ha, từ khóa. Rồi phần trăm cuối. Bây giờ mình cho nó thực hiện câu lệnh truy vấn. Mình gọi ra cho nó một biến là dollar data, thực thi cho nó câu lệnh qua hàm là mysqlite query. Ở trong thì các bạn sẽ truyền cho mình đầu tiên là tham số kết nối và cái thứ hai là câu lệnh truy vấn của mình là query, và mình sẽ cho nó một cái điều kiện. Thì nếu như cái thằng dollar data này nè, nó thực thi được câu lệnh là lấy dữ liệu và truy vấn được tới cái từ khóa đó, thì nó sẽ equal ra cho mình biết. Ở đây mình đặt cho nó ha, ví dụ như là ok. Rồi bên dưới thì mình sẽ cho nó equal ra là fail. Rồi bây giờ mình sẽ upload file này lên thử. Rồi các bạn cho upload. Rồi ở đây thì mình sẽ cho nó upload lại ha. Mở lên cái file cũ hồi nãy của mình, search bài hát, các bạn chọn view. Rồi nó báo ok, tức nghĩa là câu lệnh truy vấn này nó có thể thực thi được. Rồi thì bây giờ mình sẽ đưa nó lại. Ở đây mình sẽ sửa lại cho nó tí. Thì sau khi thực thi được á, mình sẽ được sửa lại cho cái biến từ khóa này. Ở đây nó sẽ kiểm tra. Thì nếu như á, thằng client nó gửi dữ liệu lên thì lúc đó mình mới đi thực hiện là tìm kiếm. Thì mình sẽ gọi qua phương thức là insert. Nếu như cái giá trị này có tồn tại thì mới thực hiện. Thì khi mà client nó gửi lên á, nó sẽ gửi thông qua phương thức của post. Vì vậy ở đây mình sẽ nhận dưới dạng là phương thức của post. Và từ khóa để cho mình nhận cái dữ liệu này, mình sẽ truyền vào cho nó một cái giá trị ha, là từ khóa. Rồi ở đây mình cho nó nằm trong if. Đây các bạn dễ cắt ra. Ở đây mình sửa lại cho nó dữ liệu.
trong. Thì sau khi nó đã có được dữ liệu rồi, bây giờ nó sẽ lấy dữ liệu thông qua cái phương thức của POST ra. Rồi, thì sau khi đã có dữ liệu rồi, bây giờ mình sẽ trả về cho nó dạng của JSON. Thì đầu tiên các bạn tạo ra cho mình một cái class, đặt tên cho nó ha, bài hát đi. Các bạn tạo ra cho nó constructor để cho nó biết là cách nó trả về theo cấu trúc như thế nào. Thì constructor bạn thấy ha, tên của constructor và tên của class nó phải giống nhau ha. Đó là tính chất của constructor ha. Rồi bên trong thì mình sẽ truyền cho nó những cái tham số mình sẽ trả về là ID bài hát nè. Cái thứ hai là tên bài hát. Ở đây các bạn để ý ha, thì mình sẽ trả dữ liệu về, nó sẽ phụ thuộc vào trong cái model bài hát mình đã tạo trước cho nó nè. Là mình sẽ trả về từ khóa nó trùng với cái model này. Để chi? Khi mà các bạn sử dụng lại model này á, nếu như các bạn tạo ra một cái đường link hay là một cái từ khóa khác á, thì lát nữa các bạn phải tạo ra một cái model khác để cho các bạn có thể hướng cái dữ liệu mình về. Thì ở đây để cho mình làm ngắn gọn hơn á, thì mình sẽ cho những cái từ khóa này trùng với cái từ khóa của model này. À, khi về mình đọc thì mình có thể sử dụng lại cái class này, nếu không mình phải tạo ra thêm cái class để mình hướng dữ liệu nữa thì nó sẽ lâu hơn. Rồi ở đây mình tạo cho nó từ khóa là hình ảnh của bài hát ha. Rồi ca sĩ, link bài hát và cuối cùng là lục thích. Rồi bên dưới thì các bạn sẽ cho nó những từ khóa để cho nó gán giá trị vào, gọi nó cho nó là đô la đít ha. Ở đây mình sử dụng lại đầu tiên là từ khóa của ID bài hát mình trừ vào bằng giá trị ở ID bài hát ở bên trên. Rồi làm tương tự ha, tên bài hát, hình, ca sĩ, link. Rồi ok, như vậy là mình đã có một cái constructor rồi. Bây giờ khi mà có dữ liệu rồi, mình sẽ để nó vào trong cái mảng để khi nó push ra, nó sẽ push nguyên cái mảng dữ liệu này về. Mình tạo ra cho nó một cái mảng, mình đặt cho nó là mảng ca khúc đi. Rồi ở đây ha, các bạn sẽ trở lại trong function của if, trong câu lệnh của if, thì trong đây mình sẽ viết ra cho nó. Thì bây giờ có dữ liệu rồi, mình sẽ đẩy từng dòng dữ liệu vào trong cái mảng này để nó trả về dữ diện của JSON. Mình sẽ cho nó một cái hàm lập while, tạo ra cho nó một cái biến là $rho. Thì khi mà nó trả dữ liệu về á, thì nó sẽ trả cho mình từng dòng từng dòng. Thì mình lấy cái biến $rows à, mình sẽ hướng từng dòng dữ liệu cho nó. Thì để cho nó trả về được từng dòng á, thì mình sẽ gọi thông qua phương thức là MySQLi fetch assert ha. Thì phương thức này dùng để tách từng dòng ra cho mình. Rồi cho bạn để ý ha, cho nó cái đóng ngoặc. Ở đây mình sẽ truyền vào cái cục dữ liệu là $data hồi nãy mình truy vấn nữa, nó trả về đây. Thì khi đã có dữ liệu từng dòng rồi, bây giờ nó sẽ bóc từng dữ liệu trong cột của các dòng này ra và nó sẽ đưa vào trong cái mảng này. Gọi lại phương thức để đưa dữ liệu vào mảng là array push. Đầu tiên là các bạn truyền vào tên mảng mà các bạn muốn push vào là mảng ca khúc. Và cái dữ liệu các bạn muốn push vào là như thế nào? Ở đây mình sẽ push vào theo cái cấu trúc hồi nãy mình đã tạo sẵn để cho nó trả về JSON giống như thằng này. Truyền vào cho nó là new bài hát. Đầu tiên thì mình sẽ lấy dữ liệu trong cái cột ID bài hát ra, mình truyền vào. Thì dữ liệu trong từng cột đã chứa trong phần của row rồi. Các bạn muốn truy vấn tới cột nào thì các bạn sẽ gọi dòng nó ra và tên của cái cột đó, gọi lại cho nó là $rows. Rồi truyền vào cho nó tên cột. Ở đây mình xem là phía server. Rồi tên cột của mình là ID bài hát nè, thì mình truyền vào cho nó là ID bài hát. Rồi mình cho nó xuống hàng không, không phải cái $rho cho phần tên bài hát. Rồi hình bài hát.
cái cột gọi đến cho nó là JSON encode, truyền vào cho nó giá trị của cái mảng là array. Mảng của mình là mảng ca khúc ha. Rồi mình lưu nó lại. Ở đây mình sẽ lấy cái dữ liệu này mình update lên cho cái file hồi nãy của mình. Các bạn chọn edit ha. À, ở đây nó bị giăng ra khỏi server, các bạn trở lại. Rồi các bạn chọn edit cho mình. Ở đây mình sẽ pass lại cái file của mình. Rồi ở đây các bạn để ý nè, thì nếu như các bạn có thiếu gì á thì thường ở bên phần server này có nó có một cái phần mặc lỗi ở bên phía bên tay trái nè, ví dụ dòng nào thiếu gì đó thì nó sẽ đánh dấu check màu đỏ lên. Rồi ok mình save lại ha. Rồi mình chọn cho nó server close. Ở đây mình chọn là cho nó là view. Thì khi mà nó chạy á thì nó sẽ đưa ra cho mình cái bảng rộng, bởi vì ở trong đây nó chưa có gì hết nên nó không có yêu cầu ra gì hết cho mình ha, nên dữ liệu nó sẽ là rộng. Rồi ok, như vậy là trong video clip này mình đã hướng dẫn cho các bạn viết từ phía server, chạy dữ liệu về cho cái phần tìm kiếm của các bài hát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.